Đêm khai mạc Hội Xuân Linh Nung diễn ra trong không khí vui tươi, náo nhiệt, cùng âm thanh rộn rã của tiếng cổng tiếng chiêng, cùng nghi thức đón bạn được đồng bào các dân tộc tại chỗ ở xã Đắc Nia, thành phố Sa Nghĩa thực hiện một cách trang trọng, đúng với nghi thức truyền thống, qua đó thể hiện lòng hiếu khách, tôn trọng khách, tinh thần đoàn kết, cùng nhau chia sẻ niềm vui với cộng đồng. Tại lễ hội, những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Mơ Nông, Mạ cũng được các nghệ nhân tái hiện một cách sinh động như lễ cúng mừng 70 gùi lúa của người Mơ Nông. Nghi lễ này được người Mơ Nông tổ chức hàng năm sau khi gia đình thu hoạch đủ 70 gùi lúa, nhằm tôn vinh hạt thóc mà thần linh đã ban cho bon làng và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, gia đình sung túc, đời sống no đủ. Trước kia nhà nào cũng tổ chức lễ cúng mừng 70 gùi lúa. Lễ vật thì tùy lòng thành của mình, có ít thì cúng ít, có nhiều thì cúng nhiều, nhưng bắt buộc phải có rượu cần. Bây giờ trong các lễ hội, chúng tôi tái hiện lại nghi lễ này để các thế hệ đi sau bảo tồn, phát huy tốt hơn những nét văn hóa vật chất, tinh thần mà cha ông đã đúc kết, gìn giữ, để sau này con cháu không quên cội nguồn, không quên truyền thống dân tộc. Tại Hội Xuân cũng đã diễn ra các cuộc đua tài như giã gạo nấu cơm nhanh, rượu cần ngon, ẩm thực truyền thống, thi kéo co, đẩy gậy, dệt thổ cẩm, trưng bày các sản vật địa phương và cuộc thi hoa khôi ngày hội. Các phần thi diễn ra sôi động hấp dẫn, đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của du khách tham dự Hội Xuân. Rất là vui và rất là ngạc nhiên, rất lấy làm lạ. Cái ấn tượng nhất là thấy được cái văn hóa ở đây. Và thứ nhất là cái sinh hoạt ăn Tết người Kinh lần đầu tiên thấy được. Ấn tượng nhất là trò chơi nhân gian là bịt mắt bắt heo. Cảm thấy các vận động viên tham gia rất là nhiệt tình và sôi nổi. Tôi rất mong muốn là Hội Xuân năm sau sẽ có nhiều trò chơi nữa để cho các người dân tham gia, để cho có một mùa xuân nó ý nghĩa hơn. Dệt thổ cẩm là một trong những nội dung thi được Ban tổ chức Hội Xuân Linh Nung duy trì đều đặn hàng năm. Bằng đôi bàn tay khéo léo, các nghệ nhân, chị em phụ nữ Mơ Nông, Mạ đã dệt nên những tấm thổ cẩm với nhiều hoa văn, màu sắc bắt mắt. Nội dung thi này giúp các chị được giao lưu học hỏi, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc. Đây cũng là dịp để các thế hệ trẻ học tập kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa nghề dệt thổ cẩm. Tôi cảm thấy rất là vui và rất là cảm ơn các nhà nước đã quan tâm để sau này để truyền đạt lại những dệt thổ cẩm này cho con cháu sau này, để họ còn nhớ những gì mà ông cha đã dạy chúng tôi ngày xưa. Hội Xuân Linh Nung năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết, khơi dậy lòng tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố Sa Nghĩa. Qua đó nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Qua cái Hội Xuân là này thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát huy các cái bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số. Và trong đó thì chúng tôi cũng sẽ chú trọng duy trì những cái bản sắc mà hiện có cũng như những cái lợi thế mà hiện có của đồng bào dân tộc thiểu số, mà đặc biệt là dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Chúng tôi cũng có cái định hướng lâu dài rằng là chúng tôi sẽ gắn những cái truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số với cái vấn đề phát triển và du lịch, và chúng tôi cũng mong muốn là hướng tới những cái nét đặc trưng du lịch cộng đồng gắn với các bản sắc văn hóa của người đồng bào dân tộc thiểu số. Hội Xuân Linh Nung được Ủy ban nhân dân thành phố Sa Nghĩa tổ chức hàng năm không chỉ tạo không gian vui chơi giải trí mà còn là dịp để đồng bào gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa mang bản sắc của dân tộc mình, đồng thời cũng là dịp để quảng bá về mảnh đất con người, tiềm năng phát triển kinh tế văn hóa và du lịch của thành phố Sa Nghĩa đến với du khách gần xa.